Tidebot mà Ultra Oxy 4 trong 1 này á, là nó chuyên làm tẩy sạch quần áo, trắng sáng quần áo nhưng vẫn giữ được màu quần áo năng chính của thằng này. Đây, một cái viên giặt núng nính dễ thương ha mọi người ha, chuyên về tẩy trắng sạch quần áo một bóp hai bên này. À, ở đây nó có hai cái ngạnh ở đây nè mọi người. Đó, thì mình bóp và mình xoay ha. Thì cái này, cái Tidebot Oxy Ultra Oxy này nó có một đặc biệt điểm khác với cái thằng Ultra Downy. Hello mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Hairstyle US, sản xuất Tây Mỹ. Hôm nay Hằng muốn review một cái sản phẩm thật ra là đã có rất là lâu trên thị trường của Mỹ rồi. Như hôm nay Hằng muốn giới thiệu rõ hơn về cái sản phẩm này thì mọi người nhớ đón xem hết cái video này để biết đây là sản phẩm nào nha. Tidebot Ultra Oxy của Mỹ. Cái này là viên giặt nè mọi người ha. Thì trước đây nếu mà ai mà có theo dõi cái clip của Hằng á, ở cái YouTube của Hằng á, thì Hằng đã review về cái sản phẩm cũng là một cái thùng như thế này, là Tidebot, nhưng mà là Tidebot 4 trong 1 Downy. Còn cái này á, đó là Tidebot 4 trong 1 Ultra Oxy. Thì hai cái loại này với cái loại kia nó khác nhau chỗ nào, mọi người nên dùng cái loại nào, thì hôm nay Hằng sẽ nói rõ về cái sản phẩm này ha. Là cái video trước Hằng nói về cái sản phẩm kia rồi, thì hôm nay sẽ nói về cái sản phẩm này. Đó, thì cái mẫu mã mọi người xem thì cái thùng như thế này ha, nó cũng y như là cái thùng Tidebot Ultra Downy gì đó. Cũng là một cái thùng Tidebot 4 trong 1, 104 viên. Cái viên giặt ở trong này mọi người ha, 4 trong 1. Đó, thì cái viên giặt Hằng sẽ mở ra luôn cho mọi người xem. Ở đây nó có một cái nắp cũng y như là cái thùng kia vậy đó. Nó cũng có một cái, đó, sẽ mở ra mọi người ha. Đây, sẽ mở ra. Đang đẹp rồi. Cái này nha mọi người, cái này mọi người để ý nha, cái này nó một cái móng khóa thế này. Mọi người nếu mà muốn mở á thì nó chỉ hướng dẫn ở đây nè. Có nghĩa là mình phải bóp hai bên này. Ở đây nó có hai cái ngạnh ở đây nè mọi người. Đó, thì mình bóp và mình xoay ha, thì là nó mới mở ra. Đó, cái cách đó. Thì mở ra bên trong nó sẽ có hướng dẫn nè, cái tờ giấy hướng dẫn. Nếu mà đồ ít thì mình bỏ một viên, đồ nhiều thì mình bỏ hai viên, ba viên ha. Một viên như vậy thì sẽ được 7 ký quần áo. Cứ 7 ký quần áo thì mình bỏ một viên thôi là được, ok. Rồi, bây giờ cái viên giặt nó sẽ như thế nào? Đây, cái viên nó sẽ như thế này ha. Để đây này. Rồi. Ở đây nha, đây cái viên giặt nha mọi người. Đó. Đây ha mọi người ha, cái viên giặt của nó sẽ như thế này, 4 trong 1 ha, viên giặt. Đó, thì ở đây á, chức năng của nó, một cái viên như thế này nó sẽ dễ tan trong nước luôn. Nước nóng, nước lạnh gì nó cũng tan được hết. Nên hả mọi người có thể mình giặt tất cả mọi loại máy luôn mọi người ha. Máy cửa trên cũng được, máy cửa trước đều được hết mọi người ha. Đó, cái viên nó sẽ như thế này, 4 trong 1. Thì cái này á, là đầu tiên á, là nó sẽ tẩy quần áo nè. Cái thứ hai á, là nó sẽ giữ màu quần áo nè. Cái thứ ba á, là nó sẽ làm sạch quần áo nè, sạch những cái vết bẩn, cặn bẩn nè. Và cái thứ tư á, là nó sẽ nó giống như là giúp quần áo thơm tho, thơm mát cả ngày trời luôn. Thì cái này, cái Tidebot Oxy Ultra Oxy này nó có một đặc điểm khác với cái thằng Ultra Downy. Đó là cái thằng này á, nó chuyên về tẩy quần áo, tẩy trắng sạch quần áo mọi người ha. Tại vì nó có cái chất oxy, ultra oxy. Đó, những cái hạt oxy nhỏ nhỏ nó tích hợp ở trong đây nè, trong cái viên giặt như thế này nè. Nó sẽ là tẩy sạch những cái vết mà bẩn quần áo, nhất là những cái đồ mà dơ bẩn khá là nhiều á, cứng đầu á, thì cái này nó sẽ hiệu quả hơn so với thằng mà Tidebot Downy mọi người ha. Tidebot Downy á thì cái thùng của nó, cái viên giặt của nó chủ yếu là cái hương thơm của nó và cái độ mềm vải của nó cao hơn so với cái hàng Ultra Oxy. Còn cái thằng Ultra Oxy này á, nó chuyên về làm trắng sạch quần áo, nó chuyên về tẩy các vết bẩn. Đó, thì mọi người nếu mà ai có nhu cầu về cái loại nào thì mình có thể sử dụng cái loại đó. Nếu mà mọi người muốn quần áo của mình sạch, trắng hơn, sạch hơn, tẩy quần áo ok hơn nhưng mà vẫn giữ được màu của quần áo ha, không phải tẩy mà nó mất màu đâu, mà tẩy nó vẫn còn giữ nguyên cái màu quần áo của mình, nó không có làm phai màu quần áo, thì mọi người có thể sử dụng cái loại này mọi người ha. Đó, cái viên giặt nó sẽ như thế này, viên giặt nó to như thế này nè mọi người ha. Đó, viên giặt nó to như thế này, thì một cái viên giặt này á, mọi người có thể
hơn 7kg mình bỏ 2 viên. Đó, rất là tiện lợi ha. Mình cứ bỏ thẳng ở trong cái lồng máy giặt thôi, cực kỳ tiện lợi, hiệu quả luôn. Đó, thì cái thằng này nó đặc điểm chính của nó đó là tẩy sạch quần áo cực kỳ tốt, tại vì nó có thành phần ultra, ultra oxy ha mọi người ha. Đó, nó khác với cái thằng mà Downy đó, Thaibot Downy 4 trong 1. Thì nhiều anh chị hỏi Hằng là bây giờ có hai loại thì nên mua loại nào. Thì đó, thì mình có thể cân nhắc ha, Thaibot 4 trong 1 Downy chuyên làm mềm vải thơm quần áo nè. Còn cái thằng mà Thaibot mà Ultra Oxy 4 trong 1 này á, là nó chuyên làm tẩy sạch quần áo, trắng sáng quần áo nhưng vẫn giữ được màu quần áo mọi người ha. Mọi người đừng có sợ là những cái áo mà màu của mình nè, áo màu trắng, áo màu đen, áo màu đỏ, màu hồng, màu vàng gì đó, mình tẩy cái này á, nó sẽ bay màu, quần áo nó sẽ bị bạc màu dần á, thì cái này không có ha. Nó sẽ giữ màu rất là ổn nhưng mà bù lại nó vẫn sạch quần áo cực kỳ tốt luôn. Đó, đó là cái thằng chức năng chính của thằng này. Đây, một cái viên giặt núng nính dễ thương ha mọi người ha. Đó, một cái thùng như thế này á, 104 viên, xài cũng được khá là lâu. Nếu mà mọi người xài trung bình á, mà cứ 2 ngày giặt đồ một lần, 2 ngày giặt đồ một lần, mỗi lần mình giặt 1-2 viên thôi á, thì mình sẽ sử dụng một cái thùng này khoảng được 4-5 tháng, cũng khá là ổn mọi người ha, cũng không có đến nỗi đâu. Đó, nó vừa tiện lợi là ai cũng có thể sử dụng được hết trơn á. Các trẻ nhỏ cũng dùng được, người lớn, người già cũng được, không cần phải đong đếm chi cho nó cực, chỉ cần bỏ một viên vào trong máy giặt thôi là mình đã xong công việc của mình rồi. Đó, việc còn lại chỉ là của máy giặt thôi mọi người ha. Rồi, đó là cái chức năng của cái thằng mà Thaibot Ultra Oxy này. Nếu mà mọi người có nhiều có thêm thắc mắc nào cần hỏi thì nhớ để lại bình luận trong cái video của Hằng ha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hằng. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều clip review những sản phẩm mới nha.